Minh được Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 30 tháng 3 năm 2022, và theo âm lịch hôm nay là ngày 28 tháng 2 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Nhâm Ngọ, tháng Quý Mão năm Nhâm Dần, và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thi Lao, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trận, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành niên mệnh dương liễu mộc ngày nhâm ngọ, tức can khắc chi, nghĩa là thủy khắc với hỏa, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm dương liễu mộc kỵ tuổi bính tý canh tý, ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi canh ngọ, mậu thân, bính thìn thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày ngọ lục hợp với mùi, tam hợp với dần và tuất thành hỏa cục, xung với tý hình ngọ, hình dậu, hại sửu, phá mão và tuyệt hợi. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Giáp Tý, Canh Tý, Bính Tuất, Bính Thìn, tuổi xung trong tháng, tuổi Tân Dậu, Đinh Dậu, Đinh Mão. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao Ích Hợi, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao Dân Nhật, thời Đức, tốt mọi việc, sao Thiên Ân, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Lại, xấu mọi việc, sao Tiểu Hao, xấu về giao dịch, mua bán, cầu tài lộc, sao Lục Bất Thành, xấu đối với xây dựng, sao Hà Khôi, xấu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, sao Cậu Giảo, xấu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính tây. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 30 tháng 3 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 30 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Điều này dễ làm cho bạn bị hoang mang và làm hỏng việc trong ngày hôm nay. Vì vậy bạn mệnh tuổi Tý khi làm bất cứ công việc gì, bạn cần phải cẩn trọng, suy nghĩ trước sau rồi mới tiến hành để hạn chế những rủi ro có thể xảy ra với mình. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này là bạn cần phải bình tĩnh hơn khi trong ngày đang có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này có thể sẽ gây hại cho bạn bất cứ lúc nào. Mọi thứ trước mắt hiện tại vẫn còn là một ẩn số, thế nên với bạn tuổi Tý đừng có liều mạng, mà bạn nên dành nhiều thời gian cho những gì mà bạn đã nắm bắt được và hiểu thấu một cách rõ ràng thì sẽ tốt hơn. Nếu không, bạn có thể sẽ rơi vào những rắc rối không mong muốn đó bạn tuổi Tý nhé. Và ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, cái điều này sẽ không tốt cho tình hình tài chính của bạn trong ngày hôm nay. Về tiền bạc của bạn trong ngày này nhất định phải cẩn trọng, ai muốn gia tăng về thu nhập thì đừng có vội vàng nghe theo những lời của người ngoài mà đầu tư hay là kinh doanh ở thời điểm này. Cái việc đó gây ra cho bạn thất thoát là điều khó có thể tránh khỏi nhé. Về cầu quýt của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim quan tâm hơn tới những điều nhỏ nhặt, vui tươi trong cuộc sống. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy hãy buông bỏ bớt những phiền muộn ở trong lòng. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa tính tình nóng nảy, dễ gây ra xung đột,
cơn thịnh nộ, tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, nhận được tiền thưởng, tiền lại xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, bạn có quyền lựa chọn cuộc sống thịnh vượng hơn cho bản thân mình. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 25, số 63, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Sửu thứ tư ngày 30 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có ngũ hành Sửu Ngọ Tư Hại, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là cần phải từ tốn, càng nhanh thì sẽ càng hỏng việc. Sự hài lòng bị trì hoãn lại khiến cho bạn thỏa mãn hơn sự hài lòng tức thì, thế nên bạn đừng có vội vò vập, đừng có quá hấp tấp, sự chậm rãi sẽ khiến cho bạn cảm nhận được mọi thứ ý nghĩa hơn rất chi là nhiều. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh, cái điều này có thể sẽ giúp cho bạn đang có được những ý tưởng đột phá trong ngày hôm nay. Thế nhưng, bạn muốn biến ước mơ thành hiện thực thì điều duy nhất mà bạn cần phải làm đó là nỗ lực theo đuổi nó. Giấc mơ sẽ chỉ mãi là giấc mơ nếu như bạn không muốn biến chúng thành hành động thực tế với tất cả sự tích cực và nỗ lực mỗi ngày bạn tuổi Sửu nhé. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, điều này khiến cho tâm tính của bạn không được ổn định cho lắm. Bạn đang áp đặt suy nghĩ của mình lên đối phương và khiến cho mối quan hệ càng trở nên ngột ngạt và căng thẳng hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, hãy nhìn xa hơn ở tương lai để có cách hành xử phù hợp. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, phản ứng chậm lại để tránh gây thêm những rắc rối cho mình. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, bạn đang quá xem nhẹ tiền bạc và hạnh phúc của mình. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, nhớ từ bỏ những lời bào chữa vô căn cứ của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, quân số may mắn số 14, số 76, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ tư ngày 30 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Dần Ngọ Tuất phù trợ. Điều này sẽ giúp cho bạn có được sự quyến rũ, đặc biệt là đối với những bạn đang còn độc thân. Năng lượng và sức hấp dẫn rất tự nhiên của bạn quả thực là không đùa được. Thế nên, với bạn tuổi Dần, đây là cơ hội tốt để cho bạn ghi điểm trong mắt của một nhân vật đặc biệt nào đó, và bạn đừng có bỏ lỡ rồi lại tiếc nuối về sau này nhé. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh, cái điều này sẽ mang tới cho bạn có được nhiều nguồn tài lộc. Với bạn tuổi Dần, bạn có được may mắn, thậm chí là những người còn có thu nhập từ ngày tay trái, có người mang tới cho bạn về tiền bạc, cho bạn vay mượn nếu như bạn rơi vào tình trạng khó khăn nữa. Và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần lại đang gặp được ngày có hỏa mộc tương sinh, cái điều này sẽ hậu thuẫn cho những ai đang chữa bệnh trong giai đoạn này, rất dễ nhanh khỏi bệnh. Với những ai đang theo đuổi kế hoạch về ăn uống khoa học, cơ hội thành công cũng rất cao nữa. Vài câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, không nên dành quá nhiều thời gian cho việc tụ tập đàm tiếu với bạn bè. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, ngày này bạn cảm thấy bình an, chủ động xử lý được tình huống. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, không được lòng tập thể, hãy sửa đổi tính xấu của bản thân. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, suy nghĩ cố chấp, không nghe ý kiến của người khác. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, công sức mà bạn bỏ ra không uổng phí chút nào. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc
4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 10, số 55, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mùi, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ tư ngày 30 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Mão là đừng phản ứng một cách quá cảm tính về một vấn đề nào đó của người khác đưa ra trong ngày hôm nay, bởi vì chúng sẽ gây tác động tới những cảm xúc thực của bạn lẫn công việc của bạn, gặp nhiều xáo trộn nữa nhé. Ngày này với bạn tuổi Mão lại đang gặp được ngày có chính tài ghé thăm, cái điều này sẽ mang tới cho bạn có được nhiều sự may mắn, đặc biệt là trên phương diện tài lộc, có được nhiều dấu hiệu khởi sắc rõ rệt, thậm chí có những người mang lại cho bạn có được cơ hội kiếm tiền để gia tăng thu nhập cho mình nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão lại đang gặp được ngày có hỏa mộc tương sinh, cái điều này cũng sẽ hậu thuẫn cho chuyện tình cảm của bản mệnh rất tốt. Nếu như bạn đang có ý định tiến xa hơn trong mối quan hệ hiện tại thì với bạn có khá nhiều điều kiện thuận lợi, hậu thuẫn cho bạn rất nhiều, cơ hội thành công cũng rất cao nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, khó khăn lại càng có cơ hội để chứng minh bản lĩnh của mình. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, không muốn nghe ý kiến trái chiều, không muốn nhận lỗi. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, học cách đặt mình vào vị trí của người khác. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, thẳng thắn thừa nhận những lỗi sai để thay đổi, sửa chữa bản thân mình. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, cần phải quan tâm tới gia đình nhiều hơn và khéo léo hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 29, số 72, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường màu hồng, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ tư ngày 30 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, cái điều này sẽ giúp cho bạn khẳng định được vị thế của mình trong công việc, nhất là đối với những ai đang làm trong các lĩnh vực như là nghệ thuật, y học, luật sư, khoa học hay là nghiên cứu. Bạn có thể sẽ phát huy được ưu điểm, điểm mạnh của mình và được người khác tôn trọng và ngưỡng mộ nữa nhé. Ngày này với bạn tuổi Thìn, bản mệnh vốn là người thông minh và giàu kinh nghiệm, tuy nhiên bạn cũng rất tốt bụng, vì thế bạn hãy mở rộng mối quan hệ với mọi người, không nên nhốt mình trong thế giới riêng, đến một lúc nào đó với bạn sẽ cần tới sự giúp đỡ của mọi người nữa. Trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn cũng đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng, điều này sẽ giúp cho mối quan hệ của bạn với cha mẹ mình đang rất hòa thuận với nhau. Với bạn tuổi Thìn, bạn tôn trọng cha mẹ cho nên luôn tham khảo ý kiến của họ trong các công việc quan trọng. Bên cạnh đó, bạn cũng rất quan tâm tới tình hình sức khỏe của những người thân trong gia đình nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, phát huy được điểm mạnh, được mọi người tôn trọng và ngưỡng mộ. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, khẳng định được vị thế của mình trong công việc. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, mối quan hệ gia đình có được sự hòa hợp. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, mở rộng mối quan hệ, không nên sống nhốt mình trong thế giới riêng. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, tôn trọng và quan tâm tới người thân của mình nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 26, số 78, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Thân, tuổi Tý, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Tỵ thứ tư ngày 30 tháng 3 năm 2022.
Xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Tỵ, cho chúng ta thấy là bà tuổi Tỵ đang gặp được ngày cung ngũ hành tam hội phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho bạn trở nên đồng đều và dễ dàng chia sẻ những ý tưởng, lập ra những kế hoạch và cùng nhau thực thi công việc. Vậy thì đây chính là thời điểm cho việc đưa ra các ý tưởng của mình và lắng nghe, tiếp thu những ý kiến của mọi người đóng góp nữa bạn tuổi Tỵ nhé. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Điều này làm cho bạn đang có điểm báo, có sự chẳng lành sẽ đến với bạn. Lời khen ngợi rằng bạn thật tử tế trong tình huống này chỉ là một cách để đối phương lợi dụng bạn mà thôi. Với bạn tuổi Tỵ, hãy sống công bằng với mọi người và cả với chính bản thân mình nữa nhé. Tốt hơn hết là trong ngày hôm nay với bạn tuổi Tỵ, bạn không nên cứng đầu và càng như thế càng khiến cho mọi việc trở nên khó khăn hơn, gặp nhiều trở ngại hơn, thậm chí thua thiệt một chút cũng không sao cả bạn tuổi Tỵ nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa được nhiều người ngưỡng mộ và kính trọng, tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ quá cứng cỏi, không chịu hòa nhập với người khác, tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh, tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim ghi điểm trong mắt cấp trên, có được cơ hội thăng quan tiến chức, tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy đừng tỏa ra quá mạnh mẽ nên biết nhún nhường khi cần thiết. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 16, số 91, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu hồng, màu da cam, quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ tư ngày 30 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ đang gặp được ngày có chính quan giúp sức. Cái điều này sẽ mang lại cho bạn tuổi Ngọ có được nhiều cơ hội lớn để phát huy những thế mạnh của bản thân mình. Thế nên với bạn tuổi Ngọ cần phải nỗ lực để lập ra cho mình những kế hoạch quan trọng và hoàn thành nó, với bạn sẽ có được những bước tiến tích cực trong công việc sự nghiệp của mình nhé. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ có một số việc xảy ra và bản mệnh cảm nhận được rõ sự thay đổi của nó. Lại cộng thêm với bạn tuổi Ngọ đang gặp ngày có ngũ hành Ngọa Ngọa tự hình, cho nên bạn cảm thấy lo lắng, suy tư quá nhiều, và dù ai nói gì với bạn tuổi Ngọ cũng không nghe, và cho tới khi tìm ra được đáp án cuối cùng cho mình nữa nhé. Ngày hôm nay với bạn tuổi Ngọ, điều cần thiết nhất với bản mệnh là tìm cách giải tỏa những căng thẳng để cho tâm trí của mình được hoàn toàn nghỉ ngơi. Có như thế, sức khỏe của bạn mới được cải thiện, đầu óc mới tỉnh táo và sáng suốt hơn. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim không nên đưa ra những quyết định nóng vội, tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy nhiệt tình, hăng hái trong công việc, tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa vợ chồng quan tâm và thường xuyên tâm sự với nhau, tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ dễ bỏ cuộc khi gặp phải những vấn đề khó khăn, tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc tình cảm lứa đôi nợ mặn nồng thắm thiết. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 20, số 60, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Dần, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ tư ngày 30 tháng 3 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành Ngọ Mùi hợp nhật nguyệt. Cái điều này sẽ giúp cho bạn nhận ra xung quanh mình đều có được những người tuyệt vời với nguồn năng lượng tuyệt vời. Vậy thì với bạn tuổi Mùi hãy lấy đó làm động lực để có được một ngày thật nhiều tiếng cười, thật nhiều niềm vui và sự hứng khởi trong mọi công việc của mình đang làm nữa nhé.
Và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn được làm những điều mình thích, niềm đam mê của bạn được phát huy. Bạn đừng có để cho chúng bị chế ngự lại, khiến cho bạn đưa ra những quyết định phụ thuộc quá nhiều vào cảm xúc. Bạn cần phải lý trí hơn một chút trong ngày hôm nay bạn tuổi Mùi nhé. Trong ngày này, ngũ hành tương sinh sẽ mang tới cho bạn tuổi Mùi có được sức khỏe dồi dào, tránh xa bệnh tật để cho bản mệnh an tâm hơn, để thực hiện những điều lớn lao hơn. Và với ai chưa tập thể dục, thể thao, có thể thực hiện ngay từ bây giờ vì cơ hội duy trì được thói quen tốt là rất cao nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim sẵn sàng tiên phong làm việc, tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy tự tin thái quá, không nghe theo lời khuyên của bất cứ ai, tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, việc làm ăn tiến triển không được mấy thuận lợi, tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, chú ý hơn khi tham gia vào các kỳ thi cử, ứng cử, tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, hãy suy nghĩ kỹ hơn trước khi đưa ra quyết định trong ngày hôm nay. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 21, số 56, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão. Tử vi tuổi Thân thứ tư ngày 30 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thân đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Điều này có thể làm cho bạn vướng phải những rắc rối, chuyện tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp trong ngày hôm nay. Với những tranh chấp ấy có thể tác động trực tiếp tới quyền lợi của bạn, khiến cho bạn dễ trở nên nóng nảy và thậm chí là có những hành động nông nổi nữa. Và ngày thứ tư này với bạn tuổi Thân, bạn hãy giữ vững quan điểm của mình để không bị những lời điều tiếng lung lay. Bên cạnh đó, bạn cũng nên tìm những người đồng chí hướng với mình, cùng giúp đỡ cho nhau trong công việc. Không nên tự cô lập bản thân mình, không hòa nhập với đồng nghiệp, bạn bè. Bạn cần phải chú ý cái điểm này nhé. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này, lại đang gặp ngày có họa khắc với kim. Điều này cho thấy về mối quan hệ tình cảm giữa bạn với nửa kia lại không được mấy tốt đẹp. Với bạn có thể khiến cho nửa kia của mình tức giận vì một lầm lỡ nào đó. Vì vậy, bạn cần phải thành khẩn để xin lỗi và hóa giải những xích mích không đáng có đi bạn tuổi Thân nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy giữ vững quan điểm của bản thân để không bị lung lay. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa dễ vướng phải những tranh chấp, tranh quyền lợi với đồng nghiệp. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ hãy mở rộng mối quan hệ xã giao với những người xung quanh. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc hãy tìm ra người đồng chí hướng với mình. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim hiểu lầm với nửa kia, đôi bên cần phải bình tĩnh trò chuyện để giải quyết. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 30, số 52, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ tư ngày 30 tháng 3 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này sẽ khiến cho bạn tuổi Dậu có thể sẽ có những hành động mù quáng, thiếu lý trí, thậm chí là liều lĩnh nữa. Dù có tính tình thẳng thắn, nhưng với bạn tuổi Dậu lại không suy nghĩ kỹ càng, dễ tin theo những lời xúi bậy của người ngoài nữa nhé. Trong ngày này với bạn tuổi Dậu, rất có thể sẽ có những phi vụ tranh quyền đoạt lợi, có thể sẽ khiến cho bạn vướng phải nhiều rắc rối. Bạn đừng có để cho quyền thế hay là đồng tiền làm mờ mắt mình, bởi dù sao thì cuộc sống của bạn vẫn còn nhiều điều quan trọng hơn thế. Bạn cần phải biết trân trọng những gì trước mắt mình nữa. Ngày này, bạn tuổi Dậu cũng đang gặp ngày có họa khắc với kim. Điều này cho thấy các mối quan hệ tình cảm của bạn
lại đang phát triển không được lý tưởng cho lắm, bạn không nên đi tới những quyết định quá vội vàng khi còn chưa chắc chắn với cảm xúc của chính mình. Nếu không, với bạn chỉ chuốc lấy tổn thương cho mình mà thôi. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, dễ tin theo những lời suối bậy của người ngoài. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, hành động mù quáng, thậm chí là có phần liều lĩnh. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, không nên đưa ra những quyết định quá vội vàng. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, đừng có để cho quyền thế khiến cho mờ mắt mình. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, lắng nghe cảm xúc của chính bản thân mình. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 16, số 60, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất thứ tư ngày 30 tháng 3 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, dần ngọ tốt phù trợ. Cái điều này sẽ mang tới cho bạn có được những tin vui về chuyện tình cảm trong ngày hôm nay, nhất là đối với các cặp đôi dễ có tin vui về bầu bí. Và ngày này với bạn tuổi Tuất sẽ mang tới cho bạn, đối với những bạn đang còn độc thân, có được nhiều cơ hội để gặp gỡ, giao lưu và gặp được người tâm đầu ý hợp với mình nữa nhé. Và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, chấp cho bạn những ý tưởng mới, với bạn sẽ sẵn sàng cho những bước đi mới của đời sống hay là chưa. Và đây là ngày để cho bạn tự tin để dẫn bước, khẳng định bản thân mình trước những đối thủ của mình. Cái điều quan trọng là bạn đừng có bỏ lỡ cơ hội của chính mình bạn tuổi Tuất nhé. Và ngày này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp được ngày có họa sinh như thổ vượng, và đây là tín hiệu tốt và khá lạc quan cho tình hình tài chính của bạn đang có dấu hiệu giảm sút trong khoảng thời gian gần đây. Và lúc này, bạn có thể tập trung cố gắng hoàn vốn là tốt rồi. Bạn đừng có tham lam quá mà lại mất nhiều hơn bạn tuổi Tuất nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, nên hạ bớt cái tôi của mình xuống, không nên cô lập bản thân. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, quan tâm tới con cái của mình nhiều hơn. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, dễ bị mọi người xung quanh đối xử lạnh nhạt. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, cởi mở hơn trong giao tiếp với mọi người. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, có thể thực hiện những công việc như là xuất hành đi xa hay là khai trương trong ngày hôm nay. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 34, số 65, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi, thứ tư, ngày 30 tháng 3 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn cần tìm kiếm sự cân bằng đặc biệt trong ngày hôm nay khi bạn đang gặp được ngày có thực thần ghé thăm. Với bạn cần phải tìm kiếm điểm trung lập giữa một bên là sự hào phóng, rộng lượng và một bên là tính kiềm chế. Bạn đừng có cho đi tất cả những gì mà mình đang có để rồi lại hối tiếc nhé. Và ngày thứ tư này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có họa thủy xung khắc. Điều này làm cho bạn đang có điểm báo, các chuyện tình cảm vợ chồng có thể xảy ra sự tranh cãi vì một chủ đề nào đó không thống nhất được với nhau. Thay vì đôi co giữa hai người thì bạn nên học cách vun vén tình yêu, hạnh phúc gia đình giữa đôi bên nhé. Ngày này, xem tử vi cũng chỉ ra rằng, theo nhị thập bát tú, hôm nay là ngày tốt, khởi công trăm việc đều tốt. Tốt nhất là xây cất về nhà cửa, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, tháo nước, các vụ việc làm thủy lợi. Vì vậy với bạn tuổi Hợi nên sắp xếp công việc để thực hiện sao cho đạt được kết quả tốt nhất nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, hãy đặt mình vào vị trí của người khác. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, dễ xảy ra mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, chăm chỉ sẽ được hưởng thành quả xứng đáng với công sức lao động mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, không hòa thuận với gia đình, thích làm theo ý của mình. Tử vi tuổi Quý Hợi
thuộc mệnh thủy, đừng có mong chờ một vận may bất ngờ không thể xảy ra. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 23, số 54, giờ tốt 7 từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và gặp lại.